Hòa thượng Diệu Liên có dạy: quý vị có biết báu vật nào mới thực sự là vô giá không? Thánh hiệu Di Đà đầy đủ vạn đức chính là báu vật vô giá. Một ngày bạn kiếm được 10.000, 1.000.000 hay vài chục triệu đồng tiền cũng không bằng công đức niệm Phật trong một phút. Một bên là tiền tài thế gian, một bên là công đức suốt thế gian, làm sao mà so sánh được? Quý vị biết cái gì là bổ dưỡng nhất trên thế gian này không? Niệm Phật là đồ bổ cao nhất, bởi vì một câu A Di Đà Phật đầy đủ vạn đức. Niệm Phật A Di Đà thì có tội chướng sẽ tiêu tội chướng, không có tội chướng thì sẽ tăng phước huệ, có sanh tử thì lìa thoát sanh tử, không còn sanh tử là được giải thoát. Niệm Phật A Di Đà khiến quý vị được thành Phật đạo. Đây mới là đồ bổ dưỡng cao cấp nhất. Quý vị có biết một câu nói viên mãn nhất trong thế gian này là cái gì không? Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có biết chỉ cần dùng một câu nói là có thể độ hết chúng sanh không? Bất chấp người ta có tin Phật hay không, hãy gặp người nào thì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Phật hiệu giống kim cang, có thể giảm nghiệp chướng và tăng phước huệ. Hướng về họ niệm Phật tức là giúp họ gieo nhân giải thoát trong tương lai. Có nhân tốt thì sẽ có quả lành. Quý vị có biết chiêu bài trước cửa nhà cũng có thể độ chúng sanh không? Treo trước cửa nhà quý vị chiêu bài Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, để chúng sanh thấy được thánh hiệu đó. Đây chính là giúp cho họ gieo trồng giống Phật, gọi là một lần mắt được thấy qua, mãi mãi thành giống đạo. Nhất là buổi tối treo cái đèn lồng có Phật hiệu, như thế vừa ấm áp và mạnh mẽ biết bao, lại còn như hào quang Phật chiếu khắp. Hãy thay Phật tuyên truyền độ chúng sanh như vậy, chuyện này chẳng phải là việc khó làm đúng không quý vị? Hãy làm nhanh lên. Nam Mô A Di Đà Phật.